Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm nay xác nhận nước này đã áp đặt lệnh trừng phạt với 13 công ty quân sự và giám đốc điều hành của những công ty này. Lệnh trừng phạt này sẽ có hiệu lực ngay lập tức. Quyết định áp đặt lệnh trừng phạt được Trung Quốc đưa ra nhằm đáp trả việc Mỹ đã thực hiện thương vụ vũ khí mà theo Bắc Kinh đã ảnh hưởng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nước này. Cũng theo thông báo, Trung Quốc sẽ đóng băng tài sản và cấm nhập cảnh đối với 6 giám đốc điều hành từ 5 tập đoàn công nghiệp quốc phòng lớn của Mỹ, gồm cả Raytheon và BAE Systems. Hiện phía Mỹ chưa có phản ứng trước động thái của Trung Quốc. Trước đó một ngày, Bắc Kinh cũng thông báo cấm xuất khẩu một số khoáng sản quan trọng sang Mỹ, chỉ một ngày sau khi Washington cho biết sẽ áp quy định hạn chế với ngành sản xuất chip của Trung Quốc.